trồng rau sạch này thì tôi cũng ấp ủ ý định khoảng độ 11 năm rồi đấy. Tại vì là tôi đi sang xuất khẩu lao động ở Đài Loan ấy, thì sang bên đó thì trước kia tôi chưa đi ấy, thì tôi canh tác ở Việt Nam này thì cũng sản xuất theo hướng truyền thống thôi. Thế sau đó thì sang đấy thấy người ta làm công nghệ cao thì nó đạt hiệu quả và năng suất cao và cái chất lượng cũng cao nữa. Bởi vậy nên là tôi cũng học hỏi được cái kinh nghiệm ở bên đó về, tôi cũng mạnh dạn mở. Hiện bây giờ thì tôi làm đến 5 hectare. Trồng rau hữu cơ này thì nó đòi hỏi rất là nhiều công phu và cái tiền vốn nó cũng nhiều hơn là cái rau truyền thống. Ví dụ như là làm rau hữu cơ này thì làm cỏ phải làm hết bằng tay, làm bằng thủ công hết chứ không được phun thuốc diệt cỏ mà không được làm cách gì khác. Thế hai nữa là cái phân bón ấy thì mình phải tự ủ, như cơ sở của tôi thì tự ủ bằng bã bia và men vi sinh và đỗ tương nghiền cho bếp, ba thứ trộn lẫn nhau xong bắt đầu ủ vào thì độ 20 ngày trở đi thì đem ra bón. Mình cũng mong sao bà con ở xung quanh đây hoặc là có những các cái mô hình trang trại nào mà cũng muốn làm như mình thì mình sẽ giúp đỡ về cái mặt kỹ thuật giống và hoặc là dựng lán. Bây giờ ví dụ như một mình tôi muốn đưa vào siêu thị lắm, rất nhiều siêu thị về đây để đặt rau, nhưng có một mình tôi thì tôi không thể đưa vào siêu thị được. Thế cho nên là tôi cũng mong sao mà có các cái cơ quan đoàn thể nào muốn làm dựng nhà lán như thế này thì nên liên lạc với tôi để chúng ta cùng phát triển, để cho mọi người ăn được nhiều rau sạch.